bà chọn cho anh em con vịt ăn quảng cáo đúng không? Ăn quảng cáo thôi, không có lấy tiền. Ồ. Trời ơi, bà nói thẳng mua nhiêu thì bà bán bao nhiêu, bà nói rồi. Trộn vô đây ăn hết không? Ăn nhiều hết không? Trộn được chưa? Quay chưa? Rồi bà trộn đi, con quay nè. Cậu kia quả ớt nhiều nè, chứ không phải bà nha. Ôi chà. Đóng được bà. Bính cậu đi. Bính cậu đi. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phan Hùng đây. Đây là tông đường cách mạng tháng 8 danh giá. Và đây là hẻm 623 cách mạng tháng 8 nha. Giờ mình sẽ vào trong để mình quay một cái quán mà của một bà lão. Và món ăn này thì đã nhiều bạn yêu cầu anh em mình quay lắm rồi. Dạ. To hả? Dạ. Không thấy to. Yên tâm đi, cứ vào đi rồi sẽ thấy to. Mấy làm đây ăn bánh tráng, ăn dĩa chứ sao ăn tô. Rồi, thì từ hẻm 623 mình đi thẳng vào nha cả nhà. Rồi, tới đây thì các bạn gặp phải à, tới đây là các bạn đã thấy được cái bảng rồi. Thì dễ đường dễ đi thôi. Ôi, thứ gì nè, bánh tráng dọn bà Tám nè. Đi theo các bạn chị dẫn nha. Thấy rồi, đây là cái quán của bà, nó nhỏ thôi. Bây giờ mình đã đến rồi, thì bà ra rồi nè. Thế cái chân của bà nè, bà ngồi đây có đau không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ủa nhìn anh ngồi của bà nhìn. Chào bà nha. Dạ, anh cho anh gắn mic cho bà đi, bà nói cho nghe rõ. Rồi. Bà tên là bà Tám hả bà? À, bà Tám. Dạ, bà đang trộn bánh tráng cho khách mà. À, đây đang trộn cho khách á. Dạ. Để con coi phần mà trộn như thế nào. Đổ hùng là bao nhiêu? Phần này hả? Thấy bánh tráng nhiều quá. Xoài cũng nhiều. 30 hả? À. 30. 20 thôi. 20. Bà bán bình dân lắm. Ba trứng cút luôn. Trời ơi. Đó, các con muốn quay sao quay. Dạ. Cái này gọi là bánh tráng bà ngoại. Bánh tráng thịt bằm, trứng cút, con ruốt. Trứng cút con ruốt luôn. Chứ còn bà không có bán khô bò nha. Không có khô bò đúng không? Đây. Đó, thịt bằm nè, tóc mỡ. Cứ vậy thôi hả? Thì các con cứ muốn quay thì quay nha. Dạ, nhưng mà bà bán cái món này là đơn giản vậy thôi. Bà tự nấu hả? Ở nhà tự bà làm á, này nóng hổi luôn. Ồ, còn nóng hổi luôn. Hồi nãy mình tới sớm, mình tới chưa xong. 5 giờ kém á, là bà đang chuẩn bị. Nè, bà làm đó. Đi ra bán đi. Đồ vui tính quá ha. Nè, bây giờ bà trộn. Sao quay nha, bà không có biết nha. Dạ. Bà chỉ bán. Bà trộn thêm thịt bằm vào nè. Trời ơi. Con nghĩ chắc bà còn đúng không? Bà còn thịt bằm đúng không? Trong nhà mấy 3-4 ký rồi mà. Giờ đem ra bán, các con quay đi, lát bà mang ra. Dạ. Đây. Kiểu như bà bán hết rồi bà mới thêm mà. Ở nhà thì nó nóng. Ở gần nè. Chứ bà một lần bà cho 20.000 mà bà cho như đó thịt thì 5 cái 20.000 thôi là hết cái thủ này. Đâu có dở mấy người đâu không? Đó. Dạ. Đây. Vậy thôi là cũng đầy đủ quá rồi. Rồi. Giờ bà đeo bao tay vô bà trộn đúng không? Đeo có bao tay đây đàng hoàng. Dạ, có bao tay đàng hoàng nha. Mới hốt xài. Dạ. Đó, các con. Mà bà bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Bà bán ngoài 623 thiệt 20 thì 10 năm. Bà mới giờ vô đây 1 tháng. Mới vừa đây 1 tháng thôi. Dạ, ở đây địa chỉ là 623 xẹt 20 xẹt 33. Thôi cái địa chỉ này đi cho dễ đi, bà bán trước cổng nhà này mà. Đường cách mạng tháng 8 quận 10 nè cả nhà ơi. Dạ. Đó. Rồi, bà thêm dầu. Bây giờ màu điều thì có rồi. Các con ơi, cái này là bà làm không có nước khô bò, nước mắm me. Nước mắm me. Nước mắm me. Nice. Ủa nước mắm me hả? Em tưởng dầu không anh Lộc. Dầu là đây. Dầu điều đây. Dạ, điều. Rồi, muối đây. Muối, tây ninh. Giờ còn hỏi gì nữa không? Rồi. Bà trộn đi. Bà trộn đi, con tò mò quá. Đó. Rồi. Đây. Cái này là một phần á hả bà? Một phần 20 đó. Trời ơi, phần 20 mà
quá trời nhiều luôn. Anh đóng theo con lát dự coi sức mình nha, phần 20 của bà đó anh. Bà bán đây từ mấy giờ anh, mấy giờ bà? Chiều 5:30 dọn ra cũng 6 giờ, có mình bà với con gái bà. Rồi bà bán tới mấy giờ là mình bán tới 10 giờ đêm. Ui, bán tới 10 giờ đêm luôn. Chúng cũng phải lên đèn chứ bà. Con muốn sao nữa. Ở đây mỗi bạn là 6 cái ghế là được 6 người các bạn. Ê, tao thấy 8 thôi mấy thiếu nhì giờ nhì. Các con yên chí ngồi đây, khách đi rồi bà chọn một bịch ăn số 1. Gì vậy bà? Quảng cáo mà ăn à, là bà chọn cho anh em con một bịch. Bà chọn cho anh em con một bịch ăn quảng cáo đúng không? Ăn quảng cáo thôi, không có lấy tiền. Trời ơi, bà nói thẳng vô đây mấy bữa ở nhà báo thanh niên lên đây quay cho bà tám luôn á. Quay quá chừng luôn. Mà không có ai lấy tiền bà tám nè. Quay ủng hộ thôi chứ bà không có trả tiền ai hết. Bởi vậy bà tám miễn phí lại cho người ta đúng không? Dạ. Trộn quên con chưa lấy cái bao. Trời ơi. Con phải trả tiền bà tám thôi. Có con có muốn trả tiền bà tám thôi. Cảm ơn không lấy tiền. Bà tám không lấy. Phải lấy thôi chứ. Bây giờ bà tám xong rồi bây giờ phải lấy cái này. Đó đó. Hốt chuyên nghiệp chưa? Mới đẹp nè. Hốt vô mới đẹp đúng không? Thấy không? Gọn gàng sạch sẽ nè. Chính xác. Đó, bà làm sạch sẽ không bao giờ dưa ra. Dạ, đó, đó, khoe tay luôn nè. Bà quảng cáo đó. Luôn nha các bà con. Cho vô bọc nè cái nhà. Rồi lên, vô bọc nữa. Bỏ lâu rửa vô cho khách đó. Hàng về ha. Có rồi, lấy thôi một bếp luôn. Lấy 20 thôi. 20 ngàn thôi. Bà bán 20 ngàn vậy, có ai đến mua và bà gửi bà thêm tiền không? Dạ không. Không hả? Có khi cắt cua mà khá giả, ví dụ mua 20, 30 gì đó, đưa giấy 50 biếu luôn cho bà giả. Đó, đó, đó. Ít khi có thôi. Ít đúng không? Có, đôi khi cũng có một hai em. Dạ. Ta thương bà già thấy. Này có cả nhà có không? Tuy là bán 20 ngàn thôi nhưng mà bà cho thêm một cái bọc nữa nha. Vậy đó, sạch sẽ lắm. Sạch đó. Sẽ, gọn gàng. Mà bà bán có bao nhiêu mức giá? Hay là chỉ có một mức giá thôi? Giá nào cũng được, 30 ngàn, 35, 40, biết bơ mua hoài. Dạ. Mua nhiêu thì bà bán bao nhiêu hả? Bà nói rồi. Trộn như đây. Trộn phần cho con 80 ngàn. Ăn hết không? Trộn vô thao bỏ vô dĩa nó đẹp. Xong rồi bỏ vô dĩa. Ăn nhiều hết không? Trộn ít thôi, trộn con ăn thôi. Chứ lấy con một phần vậy thôi. Lấy con 4 phần. Giờ con cất cái dĩa đi ha. Bà tám trộn bỏ ra dĩa hai em ăn. Sẵn. Con sẽ cầm sẵn cho bà tám. Ăn thử nha. 2 phần 15. Rồi. 1 phần 20. Từ từ này nó nhiều lâu nó quên. Mày biết con nhiêu tuổi không? Tụi con biết bà nhiêu tuổi chưa? Bà năm nay chắc cũng 80. 82 hả? Bà 82 hả? Năm nay là 82 rồi. Ồ. Mới cái bàn tay đó. Anh nên cứ từ từ cái bà lại vả cho mấy phát. Giỡn thôi cả nhà. Bàn tay là bà bóc. Bà tám bán bánh trắng. Giờ anh làm phần nào anh nói bà để bà trộn đúng không? Sao bà không làm luôn lần là trộn cho đã. Hay là trộn luôn. Bà trộn luôn lần đi bà. Lấy 2 phần 20 luôn đi bà. Bỏ chung ra trộn ăn ha. Đúng rồi bà. Bà bỏ chung bà trộn. Rồi con muốn nữa bà trộn nữa. Này nhiều lắm con, 5kg là quá hết, có khi hết chị. Trời ơi, 5kg bánh tráng mà nhìn cái bọc khổng lồ luôn ha. Cũng mỏi tay lắm. Rồi bỏ ớt luôn bà ơi. Bỏ ớt đây nè. Thêm đi bà. 20 chỗ bà ngồi chị. Dạ chị rồi, thêm đi bà, thêm ớt đi bà. Nhiều lắm mà, cay lắm rồi. Dạ không sao đâu, bà cứ thêm ớt đi. Rồi muốn thêm. Lát liền nói bà trộn cay quá nha. Dạ không sao đâu đây. Anh này là anh ăn ớt ghê lắm bà ơi. Thêm ớt đây ha. Rồi đúng rồi, đó vừa rồi đó. Vậy là vừa rồi bà ha. Dạ. Rồi bà thêm tiếp theo là các loại hành phi nè. Đó, bà đoạn nè. Hành phi. Đậu phộng nè. Đậu phộng nè. Trời ơi, nãy nói không biết có bỏ trứng cút cho cô lắm trời. Có rồi, bà cũng thấy rồi. Ba trái trứng cút. Bà quên. Bà lo nói chuyện. Thấy thương quá. Bà quên nữa con. Ba trái đúng không? 20 ngàn. Ờ, 20 ngàn ba trái. Rồi, bà yên tâm nha. Có mở hành nữa nè cả nhà. Chưa trứng cút nữa nè. À, theo cái trình tự ha, chứ để không bà quên. 40 là 6 trứng nè. Đó, 6 trứng. Trời, hình ảnh một ơi. Bà có cháu không? Con là con thấy rồi. Bà có cháu không? Con bà đó có cháu mà nó đi làm hết là tối nó mới về. Cháu bà năm nay chắc cũng có vợ có chồng hết rồi hả bà? Còn đứa gái cháu út chưa có gia đình. Cháu út bà là gái hay trai bà? Gái mà 20 mấy tuổi rồi. Dạ. Nó đi làm nhà trẻ mà hôm nào hôm nay bị dịch này không có đi làm ở nhà. Chưa cho đi.
nhà trẻ mà mới có cấp mầm non á bà ha, cho nên mấy bé cũng chưa có ý thức phòng chống dịch được nên chưa đi học. Cái anh hồi nãy là anh dạy võ ở trường tiểu học á bà. Hả? Cái anh mà bự bự con này anh dạy võ ở trường tiểu học, anh cũng chưa được đi dạy luôn. Rồi bà thêm hai muỗng này nè. Đó. Rồi đủ chưa? Chưa, 40 viên tóc mỡ. Thêm 4 viên tóc mỡ bà đếm luôn á. Có thêm cho con à, thêm cho con, đây con đậy vô cho. Rồi tiếp theo là gì nữa đây? Tiếp theo là bà trang nước mắm me vô. Trang mắm me, ủa mắm me sao có màu lạ quá ha. Bà làm me nó nấu lên nó ra nước. Mắm me mà có màu nhìn cam cam cả nhà, vàng vàng. Ngon, me dắt phải không? Đâu hết rồi, giờ đổ là dễ cho các con ha. Dạ, bà có thêm dầu không? Không. Không hả? Bây giờ bà phải trộn bằng cái này chứ ba tay, năm ngón trộn không có được. Bà trộn được chưa, quay chưa? Rồi con quay nè nha. Để coi bà trộn 2/20 nha. Rồi bà cầm không nổi cũng cái thau luôn đó bà. Rồi bà trộn đi con quay nè. Để đây nè, trộn nè nha. Dạ. Ồ, nhiều quá, quá nhiều luôn. Cái này con nghĩ chắc bà phải trộn cho đều ha, chứ để không đều chứ trời. 50 bà trộn cũng đều vậy thôi chứ trộn 50.000 bà trộn cũng đều đúng không? Đúng sao luôn. Ừ, con shipper nó mua hoài. Shipper hả? Bà có bán con shipper không? Có, lợi ngoài lá thì bu đen. Bu đen luôn hả? Lợi 5-6 thằng luôn. Trộn nghĩ chắc kìa, là mấy anh nó còn la nó. Trời ơi, chắc con quỷ đơn quá, bà trộn ít lâu quá. Lâu quá hả? Trời ơi, vậy con không dám. Chút nữa thì mấy bữa đầu chờ mà trộn quá trời người ra luôn. Dạ. Yeah. Bà bán có tiếng lâu lắm rồi đó. Cái này sao bà không kiếm thêm một người nữa phụ cho bà? Thôi, có cháu dâu tối đi bán về nó phụ đó. Không hai không? Người thì con nghĩ là sẽ nhanh hơn đó bà. Được rồi con. Mà tội nghiệp người ta cũng chờ bà Tám thôi. Dạ. Yeah. Vì thấy bà Tám già rồi. Đúng rồi, bà bán nghĩ rồi. Người ta sẽ chờ. Thôi. Các bạn đến mua thì nếu mà bà có bán lâu quá thì mình tâm sự với bà. Bà có muốn giới trẻ trò chuyện với bà không? Không, kệ, ai muốn nói gì nói. Ai muốn nói gì nói. Dạ rồi. Tối trưa ăn ăn nè, uống. Nè, hay là mình để trên bàn nè bà. Để trên bàn đi đúng nha. Đúng rồi. Đó mà quay phim luôn. Vậy mới hay chứ. Cho bà Tám lên clip luôn. Trời ơi, mới có 2 phần thôi cả nhà. Để xong. Hết luôn. Rồi. Chưa. Chưa nữa hả bà? Cho đẹp chút xíu nữa ha. Không, chắc bà làm thêm đi bà. Bà trộn thêm đi rồi bà chăng bà xếp một lần luôn. Thôi được rồi con ăn. Thôi được rồi hả? Ăn vô đây là đủ rồi đúng không? Vô đây con quay là đẹp lắm rồi. À. Đầy đủ hết rồi đó. Đó, đầy đủ rồi đúng không? Giờ các con thử coi có vừa miệng không mới. Thử coi vừa miệng. Bà trộn nữa, bà nói thẳng à. Chứ con không vừa miệng mất công đừng dị làm bà nha. Nếu mà ăn được thì kêu bà Tám trộn thêm. Ừ. Vừa ý không? Vừa không? Đúng rồi. 2/15 nữa. Ngon quá nên lấy thêm đi bà ơi. Ừ. Cậu kia quả ớt nhiều nè, chứ không phải bà nha. Ôi chà. Cậu thưa bà, bính cậu đi. Bính cậu đi. Cậu kêu bà trộn nhiều nhiều đi. 15 nhưng 15 bỏ trộn chung luôn hả? Rồi bà trộn chung luôn. Rồi là 30. Vậy lấy phần 30 đi bà. Rồi lấy phần 30. Sao mà cứ phải làm phức tạp bà vậy anh đi. Tại bà trộn ướt nó sẹp nhiều lắm á. Rồi. Tại vì cả nhà biết sao, ví dụ như cái bánh tráng này á thì à, các con nếu mà các bạn mua phần 50.000 ha, và là mấy chị em, mấy anh em trong nhà ăn luôn á. Ở đây nếu mà các bạn muốn ăn khô, bà Tám sẽ trộn khô. Còn ai kêu ăn khô lại muốn trộn khô. Dạ, yeah, còn ai muốn ăn mềm á thì bà Tám trộn mềm. Cái này là con ăn số lượng lớn á bà, cho nên con nhờ bà trộn mềm cho con nha, để con dễ nhai. Chán mèn chứ nặng nữa. Nặng đi trời ơi, cái cục đó có nhiều gam đâu. Mang đường đứt con dục những con gì đeo. Tưởng con gì dục luôn hả? Cảm ơn các con nha. Dạ. Bà giờ không biết gì chỉ cảm ơn các cháu có tấm lòng tốt mà đến ủng hộ bà vậy thôi chứ. Dạ dạ. Bà cũng nghèo không có tiền bạc gì nha. Ủng hộ các cháu đâu. Dạ không có tiền rồi mà còn miễn phí cho con. Ừ, không sao đâu. Không sao mà. Ăn lấy thảo đi. Dạ. Vậy là quý lắm rồi con. Dạ. Xong rồi đúng không? Vô dễ luôn. Dễ luôn. Đó. Này thì 30, này thì 2/20. Ui. Để gia vị lên con. Xong. Rồi xong. Rồi. Con cảm ơn bà. Con phụ bà để đũa rồi lên rồi đó. Con muốn bỏ cái gì vô. Thêm. Ô thêm nữa kìa. Đó. Hành phi đó ăn rồi ngon lắm.
Dạ con. Bà ăn dĩa này trong bao lâu bà? Bà có ăn đâu dữ vậy? Bà ăn ít xíu thôi. Bà đâu có ăn nhiều. Rồi, cảm ơn bà Tám nha. Giờ mình sẽ ngồi đây. Ừ, ăn đi. Hai anh em ăn. Lấy ghế lại nè. Dạ. Bà nói thiệt với con, bà bán vậy chứ. Trời ơi, lâu khi bà cũng ăn thấy ngon ghê lắm, phải nói. Bà ăn luôn hả? Bà ăn, ăn hoài à. Dạ. Trộn ít thôi. Trộn chừng mấy đũa rồi bà Tám ăn. Rồi mấy con. Lấy ghế lại ngồi okay. Phan Ngọc Ánh. Ồ, võ sư Lộc có lấy số Zalo luôn hả? Ghê vậy. Anh kết bạn rồi. Có gì chút nữa kêu chị em chấp nhận. Anh ơi, gửi qua số này. Các anh em ơi, các anh em ơi. Thì bạn này có coi kênh đó cả nhà. Bạn này cũng hay nhà, gia đình bạn coi luôn. Nguyên nhà coi luôn. Ừ, về có gì cho anh gửi lời thăm bố mẹ nha. Rồi, hôm nay võ sư Lộc sẽ đến với một thử thách. Đây. Đó, đầy đủ ánh sáng luôn. Thanh niên ngồi vậy á, hỏi mình thấy bà không? Dễ thấy lắm. Các bạn ơi, muốn thấy bà thì mình sẽ lắc ra cho các bạn thấy nè. Đó. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hôm nay mình quay buổi tối có ánh sáng đầy đủ cả nhà. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng bữa nha. Cái bàn này là mình đã thiết kế cả nhà. Thiết kế giả chiến á. Ok. Nóng lòng lắm rồi. Ăn nhanh là phụ bà bán nè. Bà ơi, chút có đơn nào xa xa bà cho con ship nha. Đi bộ nha. Chứ ăn vô đây xong rồi đi xe thì nó lâu tiêu lắm. Cái gì vậy? Biểu môi nữa chứ. Sao? Ý anh sao? Á lần tư. Cái sao? Vị đầu tiên mà anh cảm nhận được. Ừ. Đó là một vị thân quen của một người bà trộm cho cháu mình ăn. À. Thì bà trộm cho cháu mà, phải chất lượng thôi. Những cái topping kết hợp lại và mình thích ăn cái bánh tráng kiểu mà mềm cộng mềm như vậy nè, có thể kết hợp được độ mềm của bánh tráng và muối nè, ruốc nè, và đặc biệt ở đây là mình rất là thích cái cấp mỡ của bà. Dạ. Yeah. Đây đâu. Hai tay hai đũa ăn vậy mới nhanh hết. Thì những bạn nào yêu cầu anh em mình đi ăn bánh tráng trộn thì hãy nhận hàng nào. Ừ. À, tóc mỡ nữa kìa. Coi nha. Ôi cái đó mà bỏ miệng nhai thì hơi bị mỏi đó anh Lộc ơi. À, tại nó bị ém xuống rồi nha. Nó bánh tráng này hay ha. Tuy là nó chưa trộn thì nó cứng á. Nhưng mà khi mà bà trộn, chỉ trộn xíu thôi là nó mềm rồi. Nếu mà bà trộn lâu hơn nữa ha thì nó bị ngảo. Ừ. Cái xoài này là bà tự bào luôn hả bà? Bào luôn. Dạ. Con thấy cái xoài này nó hơi bị rung rung á. Ý là kiểu như cái tay bà rung á. Nét bào nó rung rung nè. Thấy thương bà quá. Thấy thương bà quá hả? Vậy ăn ủng hộ bà đi. Ok. Gọi thêm xoài. Wow. Đó, trời ơi. Ôi cái nhiều rài mặn đó. Uống nước vô nở ra chắc phình bụng á. Không sao đâu. Em không thể tưởng tượng được cái vị tóp mỡ đó Hùng ơi. Nó giống như là. Đừng nói nữa. Hãy lấy ra cái muỗng mà mời em đi. Cho em thử một miếng đi. Thôi mà đũa đi. Mà đũa luôn hả? Ôi, thanh niên này có vẻ tự tin hay sao á. Cho miếng bánh tráng trứng cút rồi được không? Gắp luôn, tự gắp luôn. À, tự gắp nó luôn. Thích chị ăn cái đó. Ừ. Ôi, đúng như võ sư Lộc nói rồi. Tan luôn á Hùng. Thường em ăn những món khác á. Là em hay với hủ tiếu nè, hay là mì gói này kia. Nhưng mà cái này mình ăn cái tóp mỡ không á cả nhà. Mình đã thấy cái nó chất lượng rồi. Nếu mình còn được ăn thêm với bánh tráng nữa thì không biết sẽ như thế nào. Bị gì vậy? Sao bệnh vú vậy? Kiểu như bánh tráng vào nó bị tắc ngay cổ á. Phải quăng một cái mìn vào. Khai thông. Đúng. Đó, mở dần. Mỡ sẽ làm bánh tráng trôi tuột xuống dưới. Đâu để mình thử. Em thích gì? Anh sẽ là người bán em. Với khách mua nữa, không buffet. Chả. Rồi đặt bán nữa chứ. Thanh niên này anh bán cho em trả bằng tấm lòng á. Nói giỡn thôi, anh em mình hiểu ý nhau mà. Mình sẽ thử một miếng ha cả nhà. Có xoài xin phép cả nhà nha. Gấp thêm cái miếng xoài này cho nó hấp dẫn. Mời cả nhà nha. Mà trộn đều quá Hùng ơi. Dạ. Không nhận được rồi. Mình đang được đầy đủ hương vị rồi. Chia. Yeah. Oh. À, hai bạn có lấy ghế ngồi không? Nè. Sẽ có thêm quán bà đã đông hơn rồi nè. Sẽ có rồi. Thêm một cái ghế cho mấy bạn. Đấy. Tuy là bà bán trong hẻm nhưng mà cũng rất là nhiều người biết và tìm đến ủng hộ cho bà.
đây đây. Ăn vào đã có mùi vị lạ lạ. Bánh tráng trộn thịt bằm. Nếu mà thịt này á để lâu hơn nữa, ăn cứ nghĩ nó là những cục đá vậy. Cứng hả? Không. Chứ sao? Kiểu cái màu của nó bị sậm lại. À. Như là... nó là thịt mới. Không. Hả? Trong không. Một khu rừng á. Đây là giống như là những cái tầng ba san nhá, đất đỏ ba san nhá. Ồ. Nhiều lớp quá. Và đâu đó trong lớp ba san, em thấy mười mấy trái trứng cút như bột. Cái này là những quặng sắt, quặng nhôm. Khai khác lắm. Em thấy đây giống như một ổ rơm á. Còn kia là những trái trứng gà. Hay còn đấy. Anh là như con gà mái đang ấp cho những đứa cháu. Ê đứa con. Sao lại liên tưởng anh qua gà mái anh đi? Thì nhìn giống mà. Anh phải là một con diều hâu. Tên gà mái này là một... Anh phải là một con diều hâu. Đang gấp những trái trứng lên. Gà mái xuất hiện và sẽ thăm ngàn cho Võ Sư Long. Bị anh đặt mái á. Gì nói gì vậy? Nó hơi nhỏ nha. Mít ngay cổ nó nhỏ quá, không nào không nghe nhưng mà edit là nghe á. Bây giờ mình qua quá trình mình trộn lên nữa là sẽ giúp cho những cái hương vị nó hòa quyện vào nhau. Dạ. Và trong đó sẽ có rau răm. Bánh tráng là phải có rau răm nha cả nhà. Nhưng mà em nghĩ là sẽ có một số bạn á không ăn được rau răm thì sẽ ăn xoài. Nhưng mà vậy thì sẽ rất là thiếu sót á. Wow. Có miếng mấy đậu phộng á anh. Kiểu như anh lấy cái muỗng đi. Anh lấy cái muỗng của mình ra đi. Làm gì? Kè bà. Với lại mình ăn mấy cái đậu phộng nè cho dễ, chứ anh gắp nó khó. Kè bà lấy cho anh cái muỗng rồi anh Lộc. Dạ, cảm ơn bà. Muỗng bự. Ăn với liễu thôi. Con còn có một cái tô nữa bà. Sau này con sẽ tới nhà bà làm một tô bánh tráng trộn. Và ai ăn thì các bạn cũng biết rồi, không phải mình. Thì mình quay quán này rồi, mình còn nhiều bánh trộn chắc. Bánh tráng trộn. Trời đông quá cả nhà ơi. Lúc mà mình mới đến đó, thì mình nghĩ là bà sẽ bán vắng khách đó cả nhà, tại vì chưa có ai. Nhưng bây giờ thì nè, quay sơ qua cho cả nhà coi nè. Đó, đông lắm. Đúng chưa? Bây giờ cứ hết khách này tới đến khách kia đi. Nên cả nhà đến mà thấy bà bán đông thì chịu khó đợi nha. Ê bà bán vậy á, bà lấy số thôi. Ai đến bốc số đứng đợi. Nó giỡn thôi cả nhà. Mà là số 1 á. Đúng rồi. Anh tới đầu tiên luôn á. Anh đến lúc bà chưa bán luôn á. Trứng cút bà cho nhiều quá. Bà cho đúng phần mà. Của thanh nãy em nói dư. Thì 2 phần 20 là 6 trứng. 1 phần 30 là 6 trứng. Là 12 trứng. Của bà 1 phần 30 của bà là 6 trứng luôn hả bà? Thấy chưa? Cả nhà đến đây nếu mà mình muốn ăn phần 30 bà cũng bán. Phần 50 bà cũng bán luôn. Mình là mình ăn phần 40. Chứ 1 phần 30. Mình ăn phần 70. Anh ăn phần 1 kg bánh tráng không? Mình nở ra. Cặn lắm. Tiếp nào. Cả nhà nhìn tuy là cái bánh tráng á thấy không nhiều nhưng mà nó đè nó lên nhau tưởng nó chồng lên nhau quá, coi vậy chứ nhiều lắm á cả nhà. Sao mình tưởng này hột chanh nhưng mà là hột đậu phộng. Trong đây làm gì có chanh, đây chỉ có me. Anh có cảm nhận được mắm me không? Nước me. Anh đi nói tới đó xong đứng hình luôn. Nói không nên lời hả? Hay thì nước gì? Me nó đã hòa quyện vào, anh không biết nhận xét như thế nào nữa. Bà yêu đời lúc nào nhìn bà cũng hồn nhiên. Hồi nãy lúc mà mình nói bà thêm ớt vào, bà sẽ lọc về ăn keo cay. Bà nói liền, chú kêu lấy nhiều nó chứ không phải tôi vậy. Cậu đánh chú đi. Mình nói kêu bỏ sư lọc mà cứ bắt tay mà đấm con một nhát thôi mà. Chắc rồi sắp hết rồi. Có lên. Ôi dạ. Đây mình đang ngồi ngay một cái hẻm. Cho nên cứ có xe là mình cứ phải di chuyển đó cả nhà, thông cảm nha. Bà ơi, mai mốt tụi con quay mà có thêm nhiều khách tới ăn á
bà bán nhanh hết á, bà có vui không? À. Mà có mình bà bán vậy nó sẽ lâu á. Dạ. Vậy chút bà chỉ con đi, con tới con phụ bà. Phụ bà cái bà trả công cho con bà ăn dĩa không nhỉ? Anh Liên Lộc là hay lắm. Ôi, mũ chích. Sẽ phân chia ra. Không, mình đi học nghề. Anh Liên sẽ chột cho những vị khách nữ từ 18 tới 22. Vừa bán mà cũng giống như là bán duyên luôn á. Ví dụ như vị khách nào 18 năm 22 mà mua vỏ sữa lọc là vỏ sữa lọc bán vỏ sữa lọc luôn, đúng không? Mua vỏ sữa lọc ấy là bán cái duyên của mình đó. À. Bà được gần hết luôn. Bà sẽ luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến đóng góp để làm sao cho món bánh tráng của bà hoàn thiện hơn. Dạ, con rất thích cái cấp mỡ của bà làm, nó không có bị yểu á, ăn vào nó giòn, giữ được độ giòn. Nhưng mà giờ chắc mấy anh em cũng không có tâm trí mà để coi mình ăn đâu. Mấy anh em này clip bánh canh cua đi. Rồi. Kiểu như hơi bị vướng á, kiểu như lâu lâu cũng phải bị chệch máy một xíu á để cho các anh em rồi coi clip đó. Có cái để coi anh Lộc. À, chứ nhìn anh không nhìn nhiều quá cũng chán. Đúng rồi. Giống như clip bánh canh cua nữa. Mấy anh em cảm ơn tới tấp luôn. Nhưng không sao, info các anh em tự kiếm đi. Người ta cảm ơn quá trời luôn, không cho đâu. Anh đâu có, anh đâu có mấy đâu. Ủa chứ bạn nó Zalo. À dạ. Thật ra là anh em mình cũng chưa có info, chỉ là thấy được mặt của bé thôi. Nên các bạn muốn thì ghé ăn và xin luôn, đúng không? Đúng rồi, có làm thì mới có ăn. Ây cha. Muốn ăn thì mới có info. Có ăn thì mới có info. Giỡn đấy các anh em, cái nào thì trong khả năng của mình sẽ xin cho các anh em. Còn nào thì mình thấy các anh em dư sức để xin đó, mình sẽ không xin nữa. Ok, các anh em tự kiếm. Bỏ xin lọc mà về coi clip này thì chỉ biết khóc thét thôi. Có những bạn trẻ ha, thì yêu nhau rất là chăm lo cho nhau, rất là mình cũng đã từng trải qua đó nha, nên mình rất là trân trọng cái điều đó. Chúc cho các bạn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Và khi tối về các bạn sẽ mở kênh Funny Hùng lên coi. Coi nhiều các bạn sẽ biết bài hát. Và súp. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là súp, gần súp luôn. Các bạn hãy tặng cho anh em mình những lượt đăng ký để anh em mình quay clip dày đặc hơn, thấy các bạn nhiều hơn và gửi lời chúc đến các bạn. Bạn có chị tên Khánh rồi. Bạn sao thấy hình chưa? Thấy hình chưa? Không thấy. Không thấy hả? Nhưng mà nhìn cái nét là biết là xinh à. Ngửi cái mùi là thấy thơm. Điện thoại à? Hay là bánh tráng gì? Cái gì thơm? Bánh tráng. Hôm nay này thấy thơm. Ngửi sát bên á, ghê hôm nay. Mấy anh em á. Hả? Lúc mình về mấy anh em á, mình tiến tới mình xin này kia, mấy anh em nói mình vô phập quá. Nên thôi, đó là chỉ là vì mấy anh em thôi. Nhưng mà mấy anh em nói mình như vậy, thì các anh em nào thấy buồn cho bỏ sữa lọc á, hãy vào những comment đó trả lời giùm bỏ sữa lọc đi, lấy lại công bằng cho bỏ sữa lọc đi. Thôi, dứt đi. Những thanh niên nói bỏ sữa lọc thấy gái là tương tước. Bỏ sữa lọc coi vậy chứ đọc bình luận hết à. Các bạn hãy bình luận một cách có chọn lọc nào. Nói chung là thật buồn ra anh em mình đâu phải là buồn lại người như vậy đâu. Đúng chỉ rồi. Là mình có những cái yếu tố để cho clip thêm sinh động thôi. Cũng như các bạn nói á, gì đâu mà ngồi ăn hoài vậy. Bởi vậy anh em mình phải suy nghĩ ra nè, cái tô nè, cái dĩa, rồi cái ly của cô Nam Lương, rồi cái muỗng to khổng lồ, nhiều cái để cho cái clip nó thêm sinh động. Chứ thật ra cả nhà, ngoài đời anh em mình sống rất là thôi, mà không nói ra, nói vậy thôi, ai tiếp xúc anh em mình sẽ hiểu. Hết chưa? Ủa anh chưa, cái này chi vậy? Đậu phộng với hành phi. Cái này đã rắc lên. Thịt băm nữa. Anh rắc lên đó. Thấy anh thông minh không? Ok, thông minh. Anh là người ăn mà, cho nên anh là nhất rồi. Thấy anh trả lời miễn cưỡng quá vậy? Kiểu như trả lời cho mình vui vậy. Cách ăn này em thấy bình thường, có gì đâu thông minh. Nhiều ăn khi á, mình ăn, mình trộn cùng với nhau nó còn ngon hơn nữa. Ăn anh phải tách cái này ra để anh rắc lên trên mặt. Để làm cho món ăn vừa ngon mà bắt mắt nữa. Rồi, tới bạn tiếp theo. Bà lớn tuổi rồi cho nên á, bà mà làm nhanh á anh Lộc, em nghĩ sẽ bị thiếu đồ á. Như hồi nãy bà hỏi á là có
không biết là làm cho mấy bạn kia bỏ có bỏ trứng vô chưa. Rồi lấy ghế đi, trả lại ghế cho cô quán rồi nha. Rồi bà ơi, con còn một xíu à, để cho ba bỏ vô hả? Để ba bỏ vô. Không, con ăn hết. Không có thấy ăn xoài vậy. Con thấy ăn xoài vậy nè. Kiểu như tay bà yếu á, nên bà xoài nó bị rung á. Con cảm nhận được trong cái nhát xoài này. Hình ảnh người bà và người cháu. Người cháu này thì ăn một lần. Nghe anh đi nghe. Ăn một lần tới 4 năm lần của bà. Vãi cháu. Không ăn thì nó con nghĩ là dở nút. Ồ oh. Trời ơi. Cái dạng biết sao không? Thiếu Nhi không ớt mà nó không thêm ớt. Ồ dạ Thiếu Nhi. Thiếu Nhi ăn bánh tráng bà Tám. Hai Thiếu Nhi này đến làm náo loạn cái xóm Lộc. Thiếu Nhi áo trắng đúng kiểu Võ Sư Lộc ngày xưa. À thịt hả bà? Ừ, có đầy đủ hả? Wow. Đó thịt thơm thịt đúng không? Chưa hết là bà chăm lên. À, kê con một hũ kìa. Một điểm con thích ở chỗ quán của bà là kiểu như nó yên tĩnh đó bà. Yeah. Mấy bạn vào mấy bạn cứ lặng lẽ chờ đợi. Vô đây trời cũng thương, thấy cũng yên tĩnh. Dạ, yeah, rất là cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ cho bà. Rồi, xong. Hết rồi cả nhà ơi. Bà ơi, hết nha bà. Cảm ơn con ăn giỏi quá. Các anh em thấy không, Võ Sư Lộc ăn rất là hay. Những miếng bánh tráng màu vàng, ấy lộn trộn cùng với những cái nước màu vàng nó trôi hết vào bụng của Võ Sư Lộc rồi, rất hay. Hết rồi. Cảm nhận anh thế nào sau khi ăn bánh tráng bà Tám? Cảm thấy no. Nhưng mà bên trong đó cả nhà là mình đã quay lại với một series đi đến cùng với các ông bà cụ vẫn mưu sinh hàng ngày. Và đây là một món mà các bạn đã yêu cầu cũng lâu rồi. Bây giờ anh em mình mới có dịp thực hiện. Đó là món bánh tráng trộn. Và mong là cả nhà thấy được cái món bánh tráng trộn này, chúng ta thấy được tuổi thơ của mình. Và thấy được bà Tám ở đây. Thiếu Nhi bận đồ đúng Thiếu Nhi nghiêm túc. Lên YouTube không con? Rồi thì thì các bạn ơi, nhớ thì khi các bạn tới đây á, các bạn sẽ chịu khó đi vào hẻm một chút nha. Chị vô nhà hả? Rồi thì đến với đây á, các bạn sẽ thấy một cái góc nhỏ của một cái hẻm, có một bà cụ đang ngồi miệt mài ở bên cái quầy bánh tráng của mình. Và điểm đặc biệt của bánh tráng của bà là sẽ có tép mỡ và có thịt bằm. Và tạo nên những điểm nhấn nó thì sẽ gồm có thêm ruốc nè. Rất là thích cái nước mắm me của bà chan vào. Nó sẽ làm cho cái bánh tráng rất là thấm vị. Bà mua cái chỗ bán của nhà cho nên bà rất là biết đối xử luôn đó nha. Đó là phép lịch sự đó cả nhà. Thì mình phải học hỏi ở các bà rất là nhiều cái nữa. Và một trong những điều mình học ở được ở bà Tám đó là sự tỉ mỉ, luôn luôn tiếp thu ý kiến của những người ăn á. Bà hỏi mình rất là nhiều, cũng khoảng là 3-4 lần á, ở trong cái lúc mà mình ăn coi có vừa vị hay không. Thì hôm nay khẳng định với các bạn vị rất là vừa. Thiếu Nhi quá trời luôn nè. Vị rất là vừa. Và một lần nữa hãy đến ủng hộ cho bà Tám nha. Thiếu Nhi bị chửi rồi. Và trong hẻm này á, các bạn chịu khó các bạn đậu xe sát vào để đỡ phải làm vướng cái khu vực của người ta di chuyển nha. Rồi, thì đó là clip Võ Sư Lộc đã hoàn thành tiệm bánh tráng của bà Tám rồi. Có mấy thứ gì này vào đúng đông luôn cả nhà. 53. Quán hẻm cũng thêm đông vui. Có đi tập gì không? Dạ, mình có cái fanpage trên Facebook, những người yêu mến, người muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và fanpage đóng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký cả kênh Funny Hùng Vlog, kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 116 Võ Sư Lộc. Và TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Thì sắp tới nha các bạn, bất cứ thách nào hãy để lại một comment, mình xem xét và đưa những luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà cùng thức nha. Ok, xin chào các bạn.